Cả nhà. Vong hồn sớm được siêu thoát khỏi được nơi đây để tìm được đến cái con đường mà siêu sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Con chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hiện giờ là khoảng chừng 6 giờ. 6 giờ chắc 6 mấy. Không quá, 2 phút nữa 6 giờ cả nhà. Con đang có mặt ở cái chỗ mà cô gái mà bị tự tử chết đấy cả nhà. Thì con muốn đến đây vào buổi tối để xem coi cô gái ở nơi đây về đêm như thế nào. Con đang sửa cái mic là cái máy là cả nhà. 6 giờ trời đang tối dần. Thì con hôm nay con đi thì cái mục đích đầu tiên của con muốn biết về đêm thì cô gái sẽ như thế nào. Cho nên đó cả nhà, con không có đem bất cứ thứ gì theo cúng cả. Trước tiên thì mình muốn biết cho họ tính, có nghĩa là họ như thế nào, ban đêm họ hình dáng ra sao, và cái tính cách của họ có nóng giận hoặc là làm những điều gì đó như ban ngày mình đã từng thấy không. Con hơi hấp tấp rồi con đi, rồi con không có đem đèn theo luôn. Rồi cái là bây giờ là con biết có gì con mai quay máy quay đêm cả nhà. Hiện giờ 6 giờ hôm trước con đến đây thì con đã thấy được đôi dép. Đôi dép của người con gái này, mà con nghĩ khả năng là của người con gái này. Tại vì đôi dép này cái chân rất là nhỏ, chắc chắn là một điều đó là của nữ. Thứ hai, đôi dép rất là cũ kỹ và đã được đan lại bằng những sợi dây. Bằng những sợi dây ni lông cả nhà. Và con đã cũng đã biết tên của cô này là cô Châu gì Kim đó. Con quên là cái giữa cúc sang giữa có hai từ nữa mà con quên. Cái gì Kim đó. Thì hôm trước thì con thấy như vậy rồi đó. Thì hôm nay nói chung trời vừa sập tối, con muốn đến đây vào cái buổi giờ này để cho chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về cô ở nơi đây về đêm sẽ như thế nào. Con sẽ không có sử dụng bất cứ cái con nghe có cái tiếng di chuyển phía trong. Cả nhà, trời đang tối dần, con mong là con không biết nữa. Đèn thì không có đem, đây là cái lỗi của con. Để con bật một cái đèn này lên thử. Con bật cũng có cái đèn nhỏ của cái máy ảnh này. Nghe có âm thanh giống như có người đi ở tượng đó đôi da ta. Cả nhà, con mời cả nhà đi cùng con. Đi vào trong luôn cả nhà ơi. Con biết giờ này như nào, con không đem bất cứ thứ gì theo cả, con đi theo không thôi. Không đem nhang đèn, không đem theo bất cứ gì hết. Cả nhà, cái đường này giờ này bắt đầu mặt trời cũng đã lặn dường như mắt rồi cả nhà. Đây là hướng mặt trời này mà không thấy nữa. Cái đường này giờ này nó mù quá mù. Con đang cố gắng để
xin lại thầy giúp con cái dù. Nhưng mà con không biết thầy có cho không, tại mới xin đây thầy cho rồi nhưng mà con cái dù nó tự nhiên nó bốc cháy. Mà con nghĩ nhờ cái vụ bốc cháy nhẹ mà cứu được cái mạng của con. Phải. Cả nhà. Cả nhà thấy gì không? Sợi dây thòng lọng. Tại sao sợi dây thòng lọng nằm đây? Cả nhà. Tại sao mà không dây thòng lọng là nó xuất hiện ở đây? Quậy! Cả nhà! Cả nhà ơi! Cả nhà thấy gì không? Quậy! Cả nhà! Cái vong nữ đang xuất hiện ngay trước mặt con. Và giờ này xuất hiện á thì cô á không còn là cái hình hài như ban ngày nữa cả nhà. Cả nhà nhìn thấy kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi. Thì tôi đến đây á giờ này để tôi muốn biết á là rõ hình hài của cô về đêm như thế nào. Tôi rất mong là nếu mà có làm điều chi mà có làm điều chi mạo phạm môn linh á, Mô Di Đà Phật. Mô Di Phật. Tôi xin trả lại công dây này cho vong linh. Nam Mô Di Đà Phật. Vong linh ơi, thì hôm nay tôi không có đem gì đến đây. Quẩy cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật. Mong gì được. Tôi không có xài đâu Vong Linh ơi. Vong Linh giữ đó mà để xài đi. Tôi không có xài. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cầu cho vong hồn sớm được siêu thoát khỏi được nơi đây để tìm được đến cái con đường mà siêu sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Vong Linh ơi, tôi thì đến đây à, tôi nói với Vong Linh rất là nhiều lần rồi. Tôi đến đây không có cái điều chi mà gọi là muốn ám hại Vong Linh cả. Tôi chỉ muốn tìm cách để giúp đỡ Vong Linh thôi. Thì Vong Linh có, nếu mà có điều gì muốn tôi giúp á,
Nam Mô Di Đà Phật. Ngập rồi, cái này phải con đem giục con dây nó kia. Cái nhà giục con dây là phía đâu? Nam Mô Di Đà Phật. Thì tôi đến đây á, giờ này để tôi muốn biết á, là rõ hình hài của cô về đêm như thế nào. Tôi rất mong là nếu mà có làm điều chi mà có làm điều chi mạo phạm vong linh á, Nam Mô Di Đà Phật. Mô Di Phật, tôi xin trả lại công dây này cho vong linh. Nam Mô Di Đà Phật. Vong linh ơi, thì hôm nay tôi không có đem gì đến đây. Quẩy cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật. Mong gì được. Tôi không có xài đâu vong linh ơi. Vong linh giữ đó mà để xài đi. Tôi không có xài. Nam Mô Di Phật. Tôi cầu cho vong hồn sớm được siêu thoát khỏi được nơi đây, để tìm được đến cái con đường mà siêu sanh. Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thì vong linh ơi, tôi thì đến đây là tôi nói với vong linh rất là nhiều lần rồi. Tôi đến đây không có cái điều chi mà gọi là muốn ám hại vong linh cả. Tôi chỉ muốn tìm cách để giúp đỡ vong linh thôi. Thì vong linh có, nếu mà có điều gì muốn tôi giúp á, Nam Mô Di Đà Phật. Con đem giục con dây này kia. Cái nhà để con đi về phía đầu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Cả nhà, cả nhà, Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà, chiếc dép nó đang ở đây. Con nhớ không lần hồi nãy con không thấy một chiếc dép. Kìa cả nhà, trời đang tối dần xuống rồi. Trong camera con càng ngày sẽ càng khó thấy nha cả nhà. Cái nhà, cái đoạn đường này nó đang tù luôn, chiếc dép cái nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phong Linh ơi, thì những thứ này á là của Phong Linh, tôi xin gửi là vong linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Vong linh, vong linh muốn nói về điều gì cả nhà? Mô gì Phật. Vong linh ý, vong linh muốn nói về cái gì? Chầm lên cổ cho vong linh hả? Không, tôi cái này là của vong linh chứ không phải của tôi. Này không phải của tôi. Cho nên là cái này chỉ để dành cho vong linh thôi. Cái này tôi sẽ đốt đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Vong linh ơi, những thứ này sinh ra là do cái oán khí của vong linh. Riêng tôi á, là những thứ này là điều mà tôi không bao giờ muốn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi không có sử dụng cái cọng dây này. Cọng dây này là chính là những cái oán khí của vong linh. Chỉ gì phía sau hoài trời. Là con sợ phía sau có cái gì nữa cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Vong linh ơi, thì những thứ này á là của vong linh. Tôi xin gửi là vong linh.
Nam Mô Di Đà Phật. Quang Linh, Quang Linh muốn nói gì điều gì? Cả nhà, Mô Di Phật. Quang Linh ý, Quang Linh muốn nói về cái gì? Trầm lên cổ cho Quang Linh hả? Không, tôi cái này là của Quang Linh chứ không phải của tôi. Này không phải của tôi. Cho nên là cái này chỉ để dành cho Quang Linh thôi. Cái này tôi sẽ đốt đi. Mô Di Đà Phật. Vong Linh ơi, những thứ này sinh ra là do cái oán khí của Vong Linh. Riêng tôi á, là những thứ này là điều mà tôi không bao giờ muốn. Mô Di Đà Phật. Cái nhà, trong camera này, cái màu thực của nó nè, đây đập cho cả nhà trôi. Đây là cái buổi này nè, cái này mới đúng nè. Còn cái nã cái kia là cái dạng mình chỉnh sáng nó thôi, một cái đường nó âm u tối thui vậy nè cả nhà. Nó mua với Phật. Con cầm cái máy sẽ hơi lắc cả nhà. Ở đây thì ủa chiếc dép với cọng dây. Bây giờ còn cọng dây không à? Chứ dép đâu? Ờ, chứ dép đâu rồi? Thế nhà. Chiếc dép với cọng dây, nhưng mà hiện tại thì cả nhà con không thấy cái dép nằm đâu hết. Chiếc dép là bị mang đi ra như thế nào rồi? Đây chiếc dép được chỉnh sáng sáng lên. Phải. Trời đang tối dần. Con mong rằng là mọi chuyện sẽ đến với con một cách suôn sẻ. Con chỉ muốn với con chỉ muốn là chúng ta biết được cái vong linh này về đêm như thế nào. Tại vì nhiều khi ban ngày họ dậy về đêm họ khác đi, cả nhà không có giống nữa. Dây thì con để đây rồi. Ủa? Ủa? Chiếc dép rồi. Mới đi nữa đâu rồi. Hả nha. Ôi. Cái nhà coi cái đường nè. Tối thui rồi. Nè đây là cái
cái ánh sáng thật của lúc ngay giờ này. Con này con chỉnh lên cho nó sáng để cho cả nhà thấy. Giờ con đi vô chòi, đi cái chỗ nơi mà cô gái hơi xuất hiện đó. Cả nhà, con đi xa xa ra cái. Ôi Nam Mô Di Phật. Giác mặn cô vong linh lên cho cả nhà xem. Cô ơi, tôi biết là cô lúc mà lúc còn sống có thể cô rất xinh đẹp. Tôi chỉ muốn là thấy được cái rương của mặt của cô lúc cô còn sống xinh đẹp như thế nào thôi. Tôi không có ý gì hết, mong là vong linh cả nhà ý là con có đội cái nón á. Còn nếu mà bằng không nữa con nghĩ chắc không đơn giản đâu. Con đi vô cái trời, cái nơi mà cô gái treo cổ để xem như thế nào trong đó cả nhà. Tôi mong muốn gì được Phật. Trời đang tối dần cả nhà ơi. Hôm nay con đã, khi trước khi đi rồi con quyết định là không có đem bất cứ thứ gì để cúng hết. Tại lần đầu mình đến đây vào ban đêm, mình muốn xem coi cô ta hiện vào ban đêm sẽ có hình dáng như thế nào, có khác hơn rồi lúc ban ngày hay không. Cái nhà, cái đoạn đường này thì nó trời nó sáng.
Gió dỗ lên dữ cả nhà. Càng sâu trong thì càng lạnh. Cả nhà có nghe cái tiếng máy không? Là cái máy ở cái phía bên kia kênh đó. Cái nón lọc sâu ở đâu ta? Dân đâu rồi? Ủa? Ủa? Trời nhà. Sao con dây này nó đi theo mình hoài trời? Trời nhà. Con dây này quậy nữa kìa cả nhà. Cô ơi, tôi ở đây tôi không có muốn làm điều chi sẽ hại cho vong linh cả. Tôi chỉ muốn biết là vong linh về đêm hình hài vong linh như thế nào mà tôi mạo muội đến đây vào giờ này. Cả nhà, đây là Lộc đi lên phía trên này mà thấy ấy nguy hiểm quá. Cả nhà ơi, Lộc không biết như thế nào nữa. Mình không muốn cúng, mình để cả nhà mình để cho họ thể hiện hết những gì mà họ muốn. Tại khi họ thể hiện ra vậy, bắt đầu cái tâm họ hài lòng và giống như là sẽ buông bỏ từ từ. Chứ chúng ta không có cách nào mà phải bắt họ làm như thế này làm kia, cưỡng ép họ là không được. Cái điều Lộc nói rất là nhiều rồi. Lộc cũng mong là phải Mô Di Phật. Vong linh ơi, tôi không có ý xấu gì cả hết á. Tôi chỉ muốn đến đây á để muốn biết cái gương mặt của vong linh như thế nào thôi. Nam mô Di Đà Phật. Vong linh á, nếu có thể á thì hãy cho tôi thấy cái gương mặt của vong linh như thế nào đi. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà, con đang cố gắng để trò chuyện với vong linh này. Để con xem vong linh này đã, họ đang muốn làm cái gì sư không con. Mô Di Phật. Tôi không có cần bất cứ cái thứ gì trên của vong linh cả, kể cả sợi dây, đôi dép. Mà điều tôi muốn là muốn thấy cái gương mặt của vong linh như thế nào thôi. Nếu được thì vong linh cho tôi biết cái gương mặt của vong linh trước khi chết như thế nào.
Nam Mô A Di Đà Phật, Quang Linh ơi. Cô Kim, cô có điều gì muốn nói á thì hãy bày tỏ cho tôi biết. Không để cô ta làm gì. Không vậy, cách nào mà bỏ con dây đổ đâu đây, chứ đem đem chồng nó đi theo mình hoài luôn cả nhà. Con đi vào trong giờ này tới xem như thế nào. Cả nhà lấy con càng ngày tối nè, để con cho cả nhà xem cái ánh sáng thực hiện giờ con mắt của con đó, đang nhìn á là sẽ như thế nào ha. Đây nè, là như vậy nè, chứ không phải được như vậy đâu. Vậy là một con vĩnh sáng lên đó. Trời, cả nhà con dây nữa phải đâu ra trời. Con mới bỏ đằng đó gỗ gàng, thì bây giờ nó lại hiện ngay đây nữa. Ủa, phải, nó đây là tới cái chỗ cái cây mà con dây nó thường xuất hiện cả nhà. Đây là thường mấy lần trước con thấy là cái cây nó xuất hiện, con dây này nó nằm trên cái cây này. Lần đầu tiên gặp luôn cả nhà, mà con không hiểu có cái liên quan gì dưới cái ngôi nhà bên trong, mà tại sao mà lúc con dây á, lúc mà cô gái hiện á và chết đi á, thì con nghĩ là phải là trong cái cây đó mới đúng, trong cái nhà đó mới, hay là do cánh sạch phải. Cô ra nói trời ơi ơi, cả nhà Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cầu cho tất cả những hương linh á, hương hồn, và tôi cầu cho vong linh của cô Kim ở nơi đây, tôi không có mô gì đâu.
Cái máy này nó không quay được cả nhà. Quái. Kỳ trời. Bị nhiễu liên tục luôn rồi. Kỳ gì? Không quay được. Nó mô gì đó Phật. Tôi mới cần con Linh đây. Cái gì vậy? Nghe những cái tiếng giống như cái thứ gì đó di chuyển xung quanh lắm. Mà mình đang sợ tập trung vào cái cô gái thì có những cái tiếng xung quanh mình sợ không biết có điều gì xảy ra, cho nên bắt buộc phải quay lại cho cả nhà. Càng ngày trời bắt đầu này, cả nhà nghe mấy cái tiếng đây. Tập sẽ vào cái căn nhà này. Tập nghe xung quanh cái căn nhà này có những cái tiếng gì đó. Cả nhà, tôi cũng để cái máy đây cho cả nhà thấy rõ, con cầm theo máy này. Tôi đang đứng trên mảnh đất này, nơi mà cô gái quái cả nhà kìa. Cả nhà thấy không? Đi vô trong lại nữa rồi. Cả nhà đợi con xíu. Cái con cầu ở đây nói chung trò chuyện với những người ở đây, bút mặt mày đây chút. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cầu những hương hồn đang có mặt hiện tại nơi đây. Thì hôm nay con hữu duyên đến đây á, thì trời cũng đã tối rồi. Con đến đây để tìm hiểu về tâm linh. Và nếu mà con có cái điều gì mà mạo muội làm phật lòng những người phước mai có mặt trên mảnh đất hiện tiền á, con rất mong là chư quỷ đất đai thủ thần ở đây giúp đỡ cho con được cái phần là khuyên bảo những vong linh, cũng như là vong linh cô Kim đã tự dẫn ở trên cái trong cái ngôi nhà này. Thì hiện tại con thấy là vong linh đang hiện diện ở cái khu này, nhưng mà không phải là trong ngôi nhà này. Con cũng đang không biết tại sao, con rất mong là chư vị đất đai thủ thần ở đây soi đường chỉ lối cho con tìm được cái căn nguyên để giúp cho vong linh ở đây được sớm được siêu thoát cả nhà. Các mong là vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi cả nhà, trời tối vậy mà đèn thì dường như con giờ không có đèn luôn. Con gấp lại từ nhà con đến đây rất là xa. Chỉnh sáng hết cốt, bây giờ con chỉnh sáng như nào cũng hết được sáng rồi cả nhà. Chắc con phải sử dụng máy quay đêm thôi.
ra nhà tối thui luôn rồi. Để con bật cái đèn lát của cái máy này lên. Ủa kỳ ta. Cái đèn này cũng có không như không. Cái nhà có cái đường này nè. Giờ này là con nghĩ là không còn cái chút gì nữa mà ánh sáng ban ngày nữa. Chắc chỉ nhờ là ánh sáng của Mô gì thật. Cô ơi. Ấy. Cả nhà. Cái cô, sẽ làm gì? Con sẽ rời đi khỏi đây trước lúc 7 giờ cả nhà. Con không có đem đèn theo cho nên cũng hơi bị mò. Hôm nay lần đầu con đi tiên con không đem đèn theo luôn cả nhà. Gió nổi lên dữ quá. Con sẽ chắc là sử dụng cái máy quay đêm nhiều hơn. Bây giờ này con đâu không còn thấy được nữa. Thôi cứ đảo tới lui nơi đây chỗ này thôi. Không biết như thế nào. Con không có muốn đốt bất cứ điều gì hết trơn. Để xem ơi cô. Đây nha. Có cái đèn này nó quá trời. Phải. Ra ngoài cái nhà lại một lần nữa. Ở đây con cố gắng để cho cả nhà thấy hết được họ như thế nào. Chứ vấn đề mà là họ chưa dứt bỏ những cái quán khí đâu. Cái nhà hiện tại á, thứ nhất con đang cố gắng để cho xem hết họ đang cần cái gì, họ đang muốn cái gì cả nhà. Rồi mình mới tiến hành giúp đỡ họ. Chứ hiện tại chúng ta không biết điều gì. Họ đang giống như là tức giận mà mình cứ bắt họ làm gì chứ cũng khó. Cái nhà thấy con đem cái dù lại. Con cho cô vô mà cô không chịu vô. Tại cái dù này là họ, nếu mà cái tâm cô muốn đi buông bỏ là vô sẽ chắc chắn sẽ được. Còn gì đây là cô không muốn buông bỏ. Càng về tối con muốn ra ngoài cái nhà lần nữa xem như nào. Cái đèn của con tối quá tối này. Cả nhà thấy gì không? Kìa trong cái nhà kìa. Mô Di Đà Phật.
tối quá tối rồi, không thể đường nào mà thấy được hết. Chỉ giờ chỉ có máy quay đêm cả nhà mới có thể thấy được thôi. Mấy ngày coi như bằng không luôn. Con bật cây đèn lát của điện thoại con lên. Cô ơi thì tôi không biết lúc mà cô mắc á là lúc bao nhiêu giờ, và cái giờ linh nhất của cô là giờ nào để tôi tìm đến để cô có thể nói cho tôi biết những gì mà cô mong muốn. Thì hiện tại á, trời cũng đã khuya. Thì cô có thể dắt tôi cho tôi đến á, cái thứ mà cô mong muốn không? Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi gì được vậy? Ôi, gì trời? Con dây nữa. Cả nhà, lại là cọng dây này nữa. Quá tối rồi, không biết phải làm sao đây. Con qua sử dụng cái đèn lát của cái điện thoại này đi. Thấy đường quá. Nay chiều ẩu quá trời, lúc đi không có đem theo cái đèn cả nhà. Bây giờ không biết sao đây. Giờ tối thui luôn rồi. Con ngồi chắc bằng điện thoại quá. Ôi, nữa này cả nhà. Con lỡ đây thôi đây. Tối qua tối đèn thì có mà lại không đem theo. Con chiếc kệ đỏ con sao đâu cả nhà. Cái nhà thấy gì không? Mùi Phật. Cô ơi, cô có thể cho tôi biết cô muốn gì hay không? Cô thắt cổ thì tôi biết cô thắt cổ chết rồi đó. Nhưng mà tôi muốn biết á, là cô cần điều gì? Mô Di Đà Phật. Hãy
trời ơi, nghe nhà anh nhà ơi, con bây giờ chết rồi, cái máy này ôi. Ở ngoài là cả nhà thấy tôi thui, con không thấy đường luôn á. Ngu vậy Phật. Cô ơi thì tôi sẽ không có làm phiền cô nữa, nhưng tôi mong là cô dẫn cho tôi. Cả nhà cái đường cái nhà ơi, con nào không thấy đường đi luôn rồi. Cô ta đi theo sát con cả nhà. Con không thấy đường gì à. Cái nhà ơi, trời ơi, không thấy đường. Mùa gì Phật. Mùa gì Phật. Đâu rồi? Phật trời sẽ giúp đỡ cho Phong Minh chứ có thể thoát được. Mùa gì Phật. Ôi. Trời. Con nhà, con đi ra được cái đường này. Cái con bắt điện thoại con coi thấy đường đi như thế. Con nhà, con máy, con có đem đèn theo. Cả nhà ơi, con phải đi đường này khỏi đường này lẹ lẹ thế. Cảm ơn cả nhà. Lâu vậy. Cả nhà con đi ra ngoài. Cảm ơn cả nhà.